nghệ sĩ Tiểu Linh khóc lớn khi bị tịch thu toàn bộ tài sản. Trên mạng xã hội TikTok lan truyền đoạn clip về em trai ruột của cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh là nghệ sĩ Tiểu Linh. Ông đã livestream trên trang cá nhân để tuyên bố từ mặt con gái ruột là Võ Trần Thùy Dung. Tên thường gọi là Bùm Bùm và người cháu ruột và người cháu ruột là Võ Thái Thành Mỹ vì đã đứng về phía bên vực Hồng Loan. Nghệ sĩ Tiểu Linh tuyên bố một cái từ đối với tôi là quá mất dạy, một đứa con kêu tôi bằng ba, một đứa cháu kêu tôi bằng chú. Xin lỗi cho tôi bỏ hai từ này đi ông bà có câu hùm giữ không ăn thịt con mà giờ con nó ăn thịt cha luôn rồi ăn thịt cả dòng họ luôn rồi thì còn gì mà nói nữa hôm nay trước clip này tiểu linh tuyên bố không có đứa con tên võ trần thùy dung võ thái thành mỹ không chỉ thế Ông Tiểu Linh còn nhiều lần thuê Giang Hồ đến trọi mắm tôm, tạt sơn nhà Vũ Linh nhằm hăm dọa Hồng Loan. Nhiều lần Hồng Loan đến nhà nói chuyện tử tế nhưng đều bị ông này đánh đuổi đi. Vì quá bức xúc và sự ảnh hưởng đến tâm lý con trai cô là bé Pun, nên Hồng Loan đã gửi đơn lên Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận phối hợp phía công an để giải quyết vụ việc. Trong vụ tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, con gái nghệ sĩ Tiểu Linh là Bùm Bùm và cháu trai của ông là Thành Mỹ luôn kề vai sát cánh bên Hồng Loan. Cả hai thậm chí còn livestream bán hàng giúp cho người chị, người em của mình nên không được lòng nghệ sĩ Tiểu Linh. Ngay sau lời tuyên bố của Tiểu Linh, hai người con nuôi của nghệ sĩ Vũ Linh là Vũ Luân và Bình Tinh cũng lên tiếng. Kể từ hôm nay, Võ Trần Thùy Dung và Võ Thái Thành Mỹ là em ruột của anh hai. Bất cứ tụi em cần gì cứ lên tiếng với anh hai nhé. Mãi yêu. Nghệ sĩ Bình Tinh cũng bình luận phía dưới, chị ba phụ lo nữa nha anh hai. Vừa rồi, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận đã ra quyết định tịch thu toàn bộ tài sản đối với nghệ sĩ Tiểu Linh sau đơn tố cáo của Hồng Loan con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Em dâu Vũ Linh kêu oan, nhắn nhủ một điều với Hồng Loan, bị tố nói dối vụ thuê nhà bán bánh xèo rama nhà của nghệ sĩ Vũ Linh hiện đang là chủ đề gây tranh cãi khắp các diễn đàn, bàn chuyện showbiz. Mới đây, em dâu của nghệ sĩ là Kim Thoa đã lên tiếng tiết lộ nhiều uẩn khúc đằng sau ồn ào tranh chấp tài sản. Theo đó, trước đó một ngày, trên mạng xã hội TikTok đã lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh mẹ con Hồng Nhung, Hồng Phượng, tức là em gái và cháu ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, vừa đi đâu đó trở về nhà nhưng không thể mở khóa để vào bên trong. Trong khi Hồng Phượng tập trung bấm điện thoại để nhờ người đến giải quyết thì mẹ của cô, nghệ sĩ Hồng Nhung, là chỉ tay lên nhà và lớn tiếng mắng chửi. Trời cao có mắt, sau một khoảng thời gian chờ đợi, công an địa phương đã đến xử lý và mọi chuyện trở nên im ắng. Theo chia sẻ của hàng xóm của nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Loan, con gái ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng đã đổi khóa nhà, nên em và cháu ruột của ông mới không thể vào, dẫn đến khung cảnh như đoạn clip trên ghi lại. Sắc Ly Thành, bạn thân của Vũ Linh, sau đó cũng khóc lóc trình ra cá nhân, chỉ trích Hồng Loan thẳng tay đuổi cô ruột ra khỏi nhà. Trước đó, con gái nghệ sĩ Vũ Linh còn lên tiếng tố những người thân trong gia đình, tự ý kêu gọi quyên góp từ thiện sau khi ba mất. Đáng nói, chị không ủng hộ và không hề biết về hoạt động này. Những cái tên Hồng Loan nhắc đến bao gồm Hồng Phượng, Hồng Nhung, Tiểu Linh, em thứ bảy của Vũ Linh. Chia sẻ việc cháu gái tố gia đình trục lợi từ đám tang của nghệ sĩ Vũ Linh, Kim Thoa trải lòng với một youtuber Trời ơi, con thấy đó cô không nói gì mà nó lên nó nói chú vậy thì chú giận quá chú mới nói vậy. Mà con thấy giờ nó quay qua nó chửi cô chú không? Rồi tùm lum tùm la, cô rất là mệt mỏi. Gia đình cô nào giờ cô nói thật với con nha, cô sống ở đâu cũng vậy, chưa bao giờ cô với chú đi khoe khoang tôi là em gái của Vũ Linh này kia, chưa bao giờ có. Ở đây không ai biết, chỉ khi chú mất người ta mới biết thôi. Cô sống đơn giản lắm con, cô chỉ nghĩ là mình làm gì được tốt cho gia đình của mình thôi. Nói về việc ít xuất hiện trên mộ của anh Năm, em vô cố nghệ sĩ giải bày. Cô chú buôn bán như vậy nên cô chú không có thời gian đi lên mộ. Cô mà đi lên mộ cậu Năm là phải nghỉ bán một ngày, hiểu không? Rồi chú bệnh, sức khỏe không tốt, đi đường xa nữa. Sau khi cô Sáu và Hồng Phượng được cho là bị đuổi ra khỏi nhà, nhiều người thắc mắc liệu các thành viên trong gia đình có xuất hiện trong 100 ngày hay không. Về vấn đề này, Kim Thoa khẳng định, cô vẫn về thấp hương mà, cũng ở đây riêng nữa, Cuối clip khi nhìn vào hình của cố nghệ sĩ Vũ Linh, vợ chú Bảy Tiểu Linh, nói Giờ chỉ cầu mong anh Nam hiển thiên, anh biết hết đúng không anh? Anh biết hết cái gì đúng, cái gì sai, nên hy vọng anh Linh Thiên thôi, đúng sai gì thì có pháp luật mà. Có thể thấy thời gian qua, cuộc sống của gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bị xáo trộn không ít vì lầm xùm tranh giành tài sản. Trong đó, công việc làm ăn của gia đình em trai cố nghệ sĩ ảnh hưởng nghiêm trọng. Vợ chồng chú Bảy Tiểu Linh nhiều lần than thở chuyện bị chơi xấu, bơm hàng, nhiều người đặt bánh xèo nhưng không lấy. Không chỉ có vậy, gia đình chú Bảy còn vướng không ít tin đồn thất thiệt. Mới đây, một kênh tiktok còn ẩn ý tố chú Bảy nói dối chuyện thuê nhà trong khi ngôi nhà đang ở đang mở quán, được ông Hoàng Cải Lương mua tặng. Tuy nhiên, người này không đưa ra được thêm được bằng chứng xác thực nào. Về phía em và cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh, sau tin đồn bị đuổi ra khỏi nhà, Hiện mẹ con Hồng Phượng đã gửi đơn đề nghị tòa tuyên hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Loan lập ngày 7 tháng 4 năm 2023 đối với di sản của nghệ sĩ Vũ Linh. Qua báo đến rồi, chú Bảy Tiểu Linh bị cấm diễn khiến dân tình hạ hê. Mấy ngày gần đây, dư luận xôn xao về án phạt đình chỉ biểu diễn đối với hai ca sĩ nổi tiếng là Tiểu Linh và Kim Thoa. Đáng chú ý, gần đây nghệ sĩ Tiểu Linh thường xuyên phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội, có thái độ thách thức dư luận khiến một bộ phận đông khán giả tỏ ra bức xúc và yêu cầu cấm diễn vĩnh viện đối với nghệ sĩ này. Mặc dù hai ca sĩ đã có thái độ khá cầu thị, nhìn nhận sai lầm của bản thân, nhưng đây cũng là một bài học quý dành cho những ca sĩ và những người âm mộng làm ca sĩ về đạo đức của nghệ sĩ. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên bộ văn hóa thể thao và du lịch mạnh tay với những ca sĩ cố tình vượt ra quy định. Trước đó, vợ chồng Tiểu Linh Kim Thoa đã từng bị phạt nhiều lần nhưng vẫn tái phạm liên tục. Sáng nay, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ đã ký quyết định số 4068 về việc đình chỉ biểu diễn đối với nghệ sĩ Tiểu Linh và vợ là nghệ sĩ Kim Thoa. Cả hai đều là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, em ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Quyết định đình chỉ biểu diễn vì lý do Tiểu Linh và Kim Thoa đã hát ở một số sân khấu và phòng trà ở thành phố Hồ Chí Minh và các quán ăn đường phố nhằm mục đích thương mại mà không đăng ký với Sở Văn hóa Mục đích việc không khai báo là để khỏi tốn phí đăng ký bản quyền đối với tác giả và phí biểu diễn nộp cho nhà nước. Đồng thời, hai nghệ sĩ này phổ biến tác phẩm âm nhạc ra nước ngoài mà không có giấy phép. Theo đó, hai ca sĩ này bị đình chỉ biểu diễn vô thời hạn, không được tham gia hoạt động biểu diễn trên sân khấu và trên sóng phát thanh truyền hình, tham gia thu âm, phát hành băng đĩa. Ngoài ra, hai nghệ sĩ này còn bị phạt 200 triệu đồng đền bù thiệt hại về tác quyền cho các soạn giả Bạch Mai, Bảy Nam, Tiễn Châu. Nếu nghệ sĩ đã qua đời thì người đại diện sẽ đứng ra nhận số tiền này. Được biết sau vụ việc, nghệ sĩ Tiểu Linh khóc lóc, tỏ ra hối hận về việc làm của mình. Tuy nhiên do những lùm xùm thời gian gần đây với Hồng Loan, cháu ruột của mình, nên nhiều khán giả tỏ ra không ủng hộ vợ chồng nam nghệ sĩ như trước. Trước thắc mắc vì sao ít lên tiếng thầm mộ của nghệ sĩ Vũ Linh, Kim Thoa và Tiểu Linh giải bày lý do và cũng khẳng định vẫn thường xuyên lên thấp hương cho anh chồng. Cô chú buôn bán như vậy nên cô chú không có thời gian đi lên mộ cô mà đi lên mộ cậu năm là cô phải nghỉ bán một ngày, hiểu không? Trụ chú bệnh, sức khỏe không tốt đi đường xa nữa, cô vẫn về thắp hương mà, cũng ở đây riêng nữa. Cuối cùng em do Vũ Linh nhìn di ảnh của anh chồng và nhắn nhủ. Giờ chỉ còn mong anh năm lên thiên, anh biết hết đúng không anh? Anh biết hết cái gì, đúng cái gì sai, nên hy vọng anh lên thiên thôi, đúng sai gì thì có luật pháp mà. Anh Đại quận Tư tuyên bố làm gọi chú Bảy Tiểu Linh vì đặt điều nói xấu cháu gái Hồng Loan. Mới đây trên trang cá nhân của mình, đại bàng võ tướng hay còn gọi là anh đại quận tư tuyên bố sẽ xử lý cho Tiểu Linh về với ông bà sớm. Vì bản chất mất dạy của nam nghệ sĩ này, anh đại quận tư là tay anh chị khét tiếng đất Sài Gòn, đã từng vào tù ra tội, nhưng có đặc điểm khiến anh đại được nhiều người yêu mến. Đó là việc anh luôn bảo vệ kẻ yếu, áp chế những kẻ ức hiếp người khác. Trước đó, vụ việc nghệ sĩ Tiểu Linh nói xấu mẹ trục của Hồng Loan khiến cư dân mạng hết sức phẫn nộ nguyên văn đoạn clip được chia sẻ rầm rộ có nội dung như sau. Chú biết mẹ ruột của con Loan mà, bà dân miền Tây, ba nó đi làm ăn xa, má nó mới ngoại tình với thằng anh rể để ra con Loan. Lúc cái bụng được 5 tháng thì gia đình đòi phá thai, nhưng mà nó khóc lóe, không chịu và bỏ đi. Sau khi đẻ ra nó, má nó đem bỏ phía sau cánh gà của sân khấu. Ông thấy con nhỏ bị bỏ tội nghiệp quá, mà lúc đó thằng con trai của anh năm bị chết do bệnh động kinh, ảnh đang buồn nên mới lượm con nhỏ Loan này về nuôi nè. Lúc đem nó về, nhà chú với cô Sáu đã nói là con nhỏ này mặt gian và không cho anh Năm nhận nuôi, mà không biết cái duyên hay sao mà anh Năm nhất định không chịu, quyết tâm nuôi nó nên cuối cùng cả gia đình không ai ngăn cản nữa. Sau này lúc con Loan lên 12 tuổi, mẹ ruột của nó ở miền Tây lên sinh lại nhưng gia đình chú không cho, vì lúc đó nó sống lâu trong gia đình nên ai cũng xem nó như con cháu trong nhà rồi. Chú nói thẳng ra là lúc đó chú cũng thương đâu ai ngờ bây giờ nó lớn lên nó là cái loại đâm cha chém chú như vậy